Em Cường có bán nhật cho cô bác anh chị nhé. Hôm nay ngày 15 tháng 4 2024 nhé. Cô bác anh chị mua hàng liên hệ qua số điện thoại 0909 479 154 nhé. Nhắn tin gọi điện kết bạn Zalo, nhắn tin Zalo gọi điện Zalo đều được cho cô bác anh chị. Số này cũng là số Zalo của em luôn. Giá trên đây là chưa bao gồm phí ship, phí vận chuyển nhé. Cô bác anh chị mua hàng thì cộng thêm phí ship mới cộng ship với giúp em nhé. Em làm clip này cũng nhà cũng sát mặt tiền nên nó cũng hơi ồn, con nít nó hay ra ngoài chơi ở ngoài đường nó hay la hét, nó hay ồn nhé, anh chị thông cảm giúp em nhé. Em cũng cố gắng nói to nói rõ cho các bác chị xem và có gì phù hợp để ủng hộ em nhé. Chào vô chi tiết từng mã hàng cho các bác chị xem nhé. Chào vô cái mã hàng đầu tiên nhé, là một cái trục quay này là con số 3 nhé. Cái này phi lớn của nó là tầm 24 này, bao êm nhé, hoạt động êm ái bình thường nhé, hàng rất êm nhé. Đây có trang mát này, hàng của Nhật nhé. Đó, con số 3 nhé. Cái này là thay đầu nha các bác chị, mình tháo này nhé, thay đầu nhé. Đây, thay đầu hiện tại nó có một cái đầu này thôi nhé. Có bạn chị muốn làm cái đầu nhọn thì mình về mình tiện thêm cái đầu nhọn mình làm nhé, mình gắn vào đây, cái này cái côn của nó đây, này côn chống ống này. Đó, mình thấy này, thay đầu nhọn thì mình xài. Cái này mã số 1 là 95.000 nhé, đi biết thì bao êm nhé. Đó, này là 95 ngàn nhé, thay đầu. Ví dụ như cái loại thay đầu này rất lợi là khi mình cái đầu này nó bị hư, mình có thể là mình làm cái đầu khác mình thay vào. Đó, bộ này là 95 ngàn, mã số 1, côn số 3, là Nhật nhé, đi êm ít nhé. Có cái mã số 2, ba mũi khoan mới nhé, ba mũi khoan mới này là 230 ngàn. Con mới nhé, con này còn natri này, hộp còn natri luôn này. Phi này là phi 10.3 nhé, 10.3 cho các bác nào khoan taro ở 10, à 12, hàng mới nhé, mới chia sẻ. Con phủ thì taro thép inox, con thép inox đều được nhé, thép cứng này cũng còn natri. Này là phi 5.7 nhé, 5.7, 5.7 là chi nhé. Cái này cũng phụ bạc, cũng có là chi luôn. Phi này là phi 12, chuyên khoan inox này, inox thép là thép cứng đều được nhé. Có bộ phụ bạc, phụ tím, hàng mới nhé, hàng mới hết. Mã số 2, mã số 2 này là 230 ngàn nhé, ba cái con mới. Em qua cái mã số 4 nhé, mã số 4 này là một cái khoan nhé, một cái khoan phủ nhé, cán này cán 32 nhé, cho bác nào gắn máy phay nước xuyên tâm này. Đó, nước xuyên tâm luôn nhé, khoan này rất đẹp, me miết rất đẹp nhé. Đầu thì mới khoan đầu thôi, còn me miết thì rất bén nhé, gần như mới luôn. Đó, phi 32 nhé, me cắt của nó là me cắt tầm trăm rưỡi nhé, me cắt của nó khoan là tầm tầm trăm rưỡi nhé. Đó, khoan là tầm trăm rưỡi nhé. Nó căng 32 nhé, khoan thép inox nhé, đều ngọt. Đó, cái này là mã số 3 nhé, 600 ngàn, nặng hơn một tí là 600 ngàn nhé, hàng phủ nhé, mới rất đẹp, 600 ngàn, mã số 3. Có cái mã số 4 nhé, một cái khoan phi 50 nhé, của Nachi nhé, 50 này, phi 50 này, của Nachi nhé. Con này là côn số 4 nhé, côn số 4,
Ở cái đầu này là phi số 4, là đâu là tầm 34 ở phương số 4. Cái đầu này, đó, cái đầu này. Me biết thì nói chung là cây này cũng tương đối thôi. Me biết thì nói chung là có mẻ dăm một chút xíu nhé. Mẻ đó, đây, mẻ này, bị em cố gắng quay nét cho các bạn chị coi nhé, có mẻ dăm nhé. Đó, phi này là phi 50 nhé, me cắt thì khá dài. Nó mà khoan tối đa đến tầm khoảng sát đây thì nó tầm khoảng 200, nghe cắt khoảng tầm 200, khoan tầm được 200, khoan lên tới đây để từ tầm 200 nhé. Cái này là 850 nhé, rất nặng, rất nặng. Cái phi 50 nhé, phi 50 đó, côn này là côn côn số 4, côn số 4 200, khoan me cắt gần 200, mã số 4 là 850. Có cái mã số 5, một cái khoan phủ luôn nhé. Này là con số 4. Ở cái này nó bị chày này. Ở đây này, nó bị chày này. Chày nhưng mà nó không ảnh hưởng gì, mình bọc áo côn thì nó không ảnh hưởng gì đâu nhiều đâu. Này rất đẹp, nhưng mà mỗi tội là bị chày đây. Có một điểm ở đây này. Nó có bị mẻ này. Còn lại là như mới nhé. Còn lại là như mới. Còn lại là me mít thì gần như chưa xài đấy. Cái này là 700 ngàn nhé. 700 ngàn. Nói chung cái này về viết sơ đi, viết sơ hoặc là mình để như này nó khoan cũng được đó. Của bác chị nào về thì có thể viết sơ đi. Cái này me cắt của nó, cái khoan phủ là khoan thép cứng này, khoan inox này, khoan ví dụ như bác chị mà khoan khoan nhíp xe thì cũng nói chung là cũng khoan được hết. Me cắt tầm 150 nhé, mẹ cắt tầm dân bữa nhé. Đó, pin này là 34.5 nhé. Con này khoan rất ngon, rất ngọt, rất bền. 34.5, cây này là 700 ngàn, 700 ngàn nhé. 34.5, hàng phủ nhé, phủ phủ bạc. Con này có OG, OG Nhật, khoan chất vip, hàng phủ nhé. Cây này là 700 ngàn, mã số 5. Khoan cái mã số 6, một cái kẹp 150 kẹp đồng hồ, có hộp này luôn nhé, hộp của nó luôn, kẹp đồng hồ đây, kẹp đồng hồ nhé. Cái này 150 nhé, một vạch của nó là 0.01 nhé. Đó, một vạch của nó là 0.01, hoạt động ok, hoàn hảo nhé, không nhảy số loạn gì hết. Đây, mỏ mít thì còn rất là ok nhé, mỏ mít rất khít nhé, đó. Rất khít nhé. Đây, ngoại quan thì còn rất đẹp, cái thước thì còn rất đẹp đó. Cái thước này đồng hồ nhé, à, đồng hồ rất rõ nét nhé. Giờ test độ chính xác của nó, cái dinh này là 9.98 nhé. Đó, này còn rất chuẩn này, ở mỏ dưới này còn rất chuẩn này, 9 chấm đây, rất chuẩn này. Dung sai cái thước là cho phép là cộng trừ 0.01 nhé. À quên, cái thước này là dung sai của nó là cộng trừ 0.02 nhé, là sản xuất cho phép. Đó, nó nằm trong dung sai cho phép. Đó, 0.02 là dung sai cho phép nhé. Cái này là dinh cái block 6 ly này. 6 ly. Đó, rất chuẩn nhé. Còn dung sai cho phép của nhà sản xuất. Đó. Này 6 ly, đúng chuẩn 6 này, 6 này. Đó, cái thước này còn rất chuẩn nhé. Đó. Cái này là 900 ngàn nhé. Mã số 6, 900 ngàn nhé. Cái thước kẹp vào 150 đồng hồ, 900 ngàn nhé. Em qua cái mã số 7 này, Taro. Taro 18 nhé, 18 với 1.25. Cái này là không phủ này, chạy thép thép nhôm đồng nhựa đều được hết. 18 với 1.25, cái này 38 ngàn. Hàng phủ này thì hàng phủ chạy thép, thép cứng,
Thép cứng không phải là thép xử lý nhiệt nhé, thép cứng như là B20 hoặc là 2083 của khuôn mẫu, bên khuôn mẫu nó sẽ cứng, độ cứng khoảng 35 Hz nhé. Này là 18 với 1.25, chuyên thép inox nhé. Cây này là 40 ngàn một cây, hàng phủ nhé, còn hàng không phủ thì 38 ngàn. Đó. 38 ngàn với 40 ngàn, mã số 7 cây nhé. Và mã số 8, một cái cắm phay, cắm phay phi 16, cái đầu này có 16 luôn, dài tổng 150, càng hai hộp chip mới chuyên thép và inox nhé, chip phay 1135 nhé, chuyên thép và inox đó. Bộ này là 750 nhé, 750 mã số 8, chuyên phay thép và inox nhé. Chip thì cứ 300 ngàn một hộp, của bác chị lấy thêm thì 300 ngàn một hộp nhé. Đây, cắm phay 16, 22 ra là lưỡi chip. Mã số 7 này là mã số 7 này là mã số 8 này là 750 ngàn nhé. Đó. Bạn chỉ cần thì mua em. Mã số 8 750 ngàn. Mã số 9 nhé. Mã số 9 là hai cái khoan, khoan hợp kim nguyên khối nhé. Cái phi này là 14 ly rưỡi nhé. 14 ly rưỡi. Đây, cái này có bị mẻ một chút xíu nhé. Cái này thì 240 ngàn một cây nhé. Cứ 240 ngàn một cây hoặc kim nguyên khối nhé. Cây này có đỉnh này có chút xíu này, đây có chút xíu bị chấm mẻ xíu này, đó, chấm xíu nhé, hai cây đều có chấm xíu nhé. Cái này 240 ngàn một cây nhé, hoặc kim nguyên khối, đó hoặc kim nguyên khối nhé. Còn thép cứng, còn thép thép cứng này, inox này, thép này hoặc là nhíp xe đều được nhé. À cái này 14.6 chứ không 14.5 đâu, 14.6 nhé các bác anh chị. Đây, em đọc số đây, nó có số đây là 14.6 nhé. 240 ngàn một cây. Đó. Mã số 9. Hôm qua cái mã số 10 một cái cánh doa nhé. Cánh doa này 1.8 nhé. Lỗ này là lỗ 12. Cánh dao 12, này là lỗ cánh xiên cánh dao 12 luôn. Đó. Là 12. Hoạt động là một vạch của nó là 0.01 nhé. Một vạch của nó là 0.01. Hoạt động êm ái bình thường nhé. Hoạt động rất êm ái bình thường nhé. Cái cán này cán 32 nhé. Trước của nó là chắc là 42 đấy, bên Nhật nó có tiện xuống thành 32 sao này. Đó. Có sao về bán vậy. Bộ này là 1.8 nhé. Mã số 10 nhé, 1.8, ra lỗ từ 10 đến 77, ra lỗ lớn hơn cũng được. Mình phải nới cán dài ra, nới cán dài ra ra lỗ lớn nhé. Mã số 10 1.8. Ăn do nhé. C32, này C32, một vạch của nó là 0.01. Dù xích của nó đây. Hôm qua cái mã số 11 nhé, em có ít phay 8 ly, có hộp nguyên, con này phay thép là xử lý nhiệt rồi nhé, xử lý nhiệt 52 Hz đổ về thôi nhé, chứ không được 60 đâu nhé. Đây, con này thì sườn rất đẹp nhé, sườn thì rất đẹp nhưng mà đỉnh, đỉnh, đó, đỉnh có mẻ này, đó, chấm mẻ này, có chấm mẻ nha các bác chị, đỉnh nhá. Có chấm mẻ đó, con này 60 ngàn một cây. Con này nếu mà nó không mẻ bốn góc như này em đang bán 120 ngàn một cây, nó bị chấm mẻ nên có giá 60 ngàn. Còn nếu mà không chấm mẻ thì con này nó đang giá là 120 ngàn. Đó, chấm mẻ nhé, chấm mẻ nha các bác chị. 60 ngàn một cây, hiện tại em còn khoảng mười mấy cây thôi, còn mười mấy cây thôi. Đây, còn nhiêu đây thôi, 8 10 17 cây, 17 cây nhé. Thì 8 hợp kim nguyên khối nhé, 60 ngàn một cây, 60 ngàn một cây nhé. Hôm qua cái mã số 12 nhé, hai mũi phay, phay phá, cái này nó đã bị mài rồi này.
nó còn là 23.8, nó là chuẩn 25 mà còn 23.8, nó mài rồi nhưng mà còn rất đẹp nhé. Đây, sườn chiếc còn rất đẹp, về chỉ việc phay đây nhé. Cái này thì khá dài, em biết kiểu rất đẹp nhé, và chỉ việc phay đây nhé. 23.8, cái này này mã hai cây này là 200.000, còn cái này là 18.8, nó là 20 nhưng mà nó đã mài rồi còn 18.8, quá thôi nhé. Còn rất đẹp, đã mài sẵn cho mình rồi, để chỉ việc phay đi, không có việc làm gì hết. 18.8, hai cái này là 200.000 nhé, 200.000 là cái phay phát thô. Em qua cái mã số 13 nhé, hai cái mũi khoan, hai cái mũi khoan này là 600.000, mũi khoan này là phi 22 nhé, phun này là phun số 2, me cắt của nó khoan phủ nhé, khoan thép inox đều ok hết, me cắt 100 tầm 110 13 15 gì đó. Đó, mẹ em biết thì rất sắc bén nhé. Đó, còn cây này là phi 25 nhé, côn này côn số 3 nhé, côn số 3, mẹ cắt của nó 100 155, khoan sâu được 155 nhé. Đây, ở đây thì nó có hơi cả cả xíu này, cả hơi chảy chảy xíu thôi nhé. Đó, còn ở trên này thì còn đẹp, còn rất đẹp nhé. Đó, hai cây này là 600.000 nhé, mã số 13, mã số 13 nhé, 600.000, khoan phủ nhé, 600.000 mã số 13, phi 22 và phi 25 nhé. Hôm qua số 10, mã số 14 nhé, một cái ký khoan, mũi khoan, một ký mũi khoan này nhé, một ký mũi khoan này là 450, nó có rất nhiều sai. Đây, để em đổ ra đây, đọc số sai cho các anh chị. Này là phi 9.5 này, 9.5. Cái này thì lại gen gen ngược. Đó, lấy kích thước em đo. À, này một ký là 450 nhé, 11.7 này, 9.5 này, rồi này 9.5 này, cây này còn dài 6.7 này, 6.4 này, 8.5 này, 6.5 này, 7.5 này, này có bậc nhé. Nói chung là nó có ngắn có dài, 9.5 này, 5.2 này, 7.5 này, cái này hơi ngắn này, 8.5 này, cái này về mài lại 6.2 này, 9.7 này, 83 này. Nói chung là phi nhỏ nhỏ hết nhé, 99 này, 51, 52 này. Đó, 9 chấm mấy này, nói chung là em không thống kê hết được đâu nhé. Đó, nó như vậy ạ. Đó, một cái khoan này là 450 nhé, khoan nhật hết nhé. Có to nhỏ dao động từ 11 ly giờ đổ về này, tổng này là một ký này, một ký này, khoảng vài lục bạc chục mũi, một ký nhé, ký này 450 nhé, một ký khoan nhé, 450 nhé, em bóc lộn xộn em cân thôi chứ em không có lựa gì hết. Em qua mã số 15 nhé, mã số 15, 5 cây phay thép gió, 5 cây này là 250 nhé, 5 cây phay thép gió, phi này là phi 12 này, phay phá thô này, hàng còn rất đẹp này. Đó, còn rất đẹp, về chỉ việc phay thôi, chỉ 12, phay rất dài. Này cũng là 12 luôn,
nhưng mà con này thì không có đẹp nhé, cái đỉnh nhé, cần phải mài lại nhé, về cần phải mài lại nhé cô bác chị, còn cái sườn thì đẹp nhé, về cần phải mài lại. 12 con này là 10 ly này, 10 ly nhé. Con này thì đẹp. Đẹp nhé. 15 ly tư này, 15 ly tư này, hàng còn rất đẹp, 15 ly tư nhé, về về phay thôi nhé, con này ạ. Con này phi 12 nhé, con này rất đẹp luôn, rất dài luôn. Con này phi 16, 16 phá thô, phi 16 nhé, rất đẹp. Đó, tổng là 6 cây nhé. 6 cây này là 250 nhé. Ngoài bên nhà hàng xóm nó hơi ồn nhé, các bạn chị đồng cảm với em nhé. 2 4 6 cây, 6 cây là mã số 15 là 250. Mã số 16 em còn là 4 cây phi 10 này nữa, 4 cây phi 10 duy nhất đây, 90.000 một cây. Cây phi 10 nhé. Nói chung là cái này nó không được nó đây, đỉnh này có chạy chạy chút xíu này, sườn này có chạy chút xíu này, nhưng mà còn rất đẹp, hơi chạy xíu nhưng mà còn rất đẹp nhé. 90.000 một cây nhé, còn có 4 cây thôi. Cây này là phi 10 luôn nhé, này phi 10 luôn nhé, còn rất đẹp. 90.000 một cây. Đây, đỉnh này có chạy chạy. Nên thế nó tùy vào cái chất lượng của những cái cây phay thì giá nó sẽ khác nhau. Ông bước có cây thì 100.000, cây thì 90. Nói chung là 100 thì chất lượng nó sẽ giống như mới luôn. Còn cái này thì có 1-2 điểm lăn tăn thôi. Lăn tăn bị chạy thôi. Đó, và 4 cây nhé. 90.000 một cây. Mã số 16 90.000 một cây nhé. Mã số 17. Mã số 17 cũng là một kiếm khoan luôn nhé. Này cũng là 450.000. Giờ em đo đo cho một số mũi nhé. Chứ đo hết thì quay clip lâu lắm. Nói chung là một số mũi thôi. 39 này. 98 này. 7,5 này. 11,5 này. 7,7 này. 7,5 này. 12,7 này. Nói chung là nó lộn xộn hết nhé. Phi từ tầm 10, 13 ly rồi về thôi. 10 ly 2 này. Này mũi dài này. 4 ly 3 này. Nói chung là bóc lộn xộn hết. Em vô một con hết 9 ly 8 này. Chứ không phải là em ngồi em lựa từng ấy. Mà nhiều quá mà ngồi lựa từng mũi mà xếp ở đây thì không có thời gian để mình làm. Nên thế em chỉ bóc xô rồi em cân ký thôi. 85, 85,5 này. 82 này. Mũi dài này. 4 ly này. 5 ly này. 6 ly 9 này. 7,8 này. Nói chung là nó đây một bịch mới đây nữa này, rất nhiều nhé. Em đếm coi nào, thử ký 2,4,6,8 này. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 cây. Tính ra mà bình quân là chưa tới 38 cây thì tầm 12.000 một cây bình quân, giá thành rất rẻ rồi nhé. Đó, 450 nhé.
mã số 17, mã số 18 là một cái cánh xay R kèm hai hộp chip mới nhé. Cá này là 825, bộ này là 850 nhé, 830.000. Mã số 18 chuyên chạy thép và inox nhé. Con này nó phay R thì nó phay rất được nhiều lần xoay nhé, sẽ rất lợi cho chị cô bác chị ở phay xoay thật nhiều góc thì rất bật, rất lợi được chip. Cá này 25 nhé, nó hai gắn chip nhé, hai đầu gắn chip. Cá này là cá Trung Quốc nhé, cá 25, cá 25, 25 cái đầu nó 25 luôn, dài tổng là 200. Đó. Bộ này là 830.000, mã số 18. Mã số 19 nhé, 4 cây phay thép chó. 4 cây này là 250 nhé, 250. Cây này là phi 19.6 nhé, 19.6. Hàng còn rất đẹp, 19.6. 19.6. Cây này 15.5. Còn rất đẹp. Còn rất đẹp luôn. 15.5. Cây này là 19.7. 19.7 nhé. Còn rất đẹp. Và chỉ việc phay đi. Việc phay đi nhé. 19.7. Cái này 15.5 luôn. 15.5 luôn. Rất đẹp luôn nhé. Để chỉ việc phay thôi. Không phải mài biết gì hết. Bốn cái này. Bốn cái này là 250.000. Tính chưa tới hơn 60.000 cây cây một xíu. Em coi cái mã số 20 nhé. Đây, còn tầm khoảng 20 mũi. Này là M12 nhé. M12 đúng 1.75 nhé. Hàng phủ nhé. Đây, hàng phủ này. Hàng phủ nhé. Taro chuyên thép inox nhé. Đó, hàng phủ chạy thép và inox. Răng cổ thì rất đẹp luôn. Không xích mẻ được, không mòn miết gì nhé. Đó, hàng phủ nhé. Đây, có OG Nhật này nhé, này là 100.000 một cây. M12 đúng 1.75 nhé, M12 đúng 1.15. Em cũng giới thiệu cho cô bác chị được 12 mã hàng rồi. Hôm nay cô bác chị cần cái mã hàng nào có thể ủng hộ em nhé. Rồi, giới thiệu ít con C12 chạy sâu nhiệt nhé. Con này nó chỉ còn 3 góc đẹp thôi nhé. Góc này là bị mẻ này, em bị loại ra, nó chỉ còn 3 góc. 1, 2, 3 góc CBN nhé, chạy thép cứng, thép đã xử lý nhiệt rồi nhé, thép đã xử lý nhiệt ca bạc đạn. Đó, con này R1.2 nhé, nên nó chạy rất bền. Đó, 40.000 một con, 3 góc kẹt. Đấy, con này một góc bị mẻ này. Thường đi bãi về em lựa hàng phải lựa đúng 4 con 4 góc thì giá nó sẽ khác, còn 3 góc giá nó sẽ khác nhé. Đó. Còn có 4 góc thì hàng này hiện tại đã hết hàng rồi. 4 góc thì nó là 50.000 một con, còn 3 góc thì 40.000. Đây còn ít con chip T11 để móc lỗ. Con này thì là 38.000 một con. Có cán móc nhé, cán 12, 16, 20. Chạy thép xử lý nhiệt và ca bạc đạn nhé. Đó. 38.000 một con. Rồi, hôm nay em cũng giới thiệu cho cô bác chị được một số mã hàng đó. Bác anh chị thấy cái mã hàng nào phù hợp thì có thể ủng hộ em nhé. Em cảm ơn cô bác anh chị đã xem và ủng hộ kênh YouTube kênh em. Cảm ơn cô bác anh chị. Cô bác anh chị qua YouTube vui vẻ. Chào cô bác anh chị nhé.